Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em đi lắp mấy chiếc TV giá rẻ. À, trong đó có model 50 inch Smart 4K. Model này hiện tại giá em giao đến cho khách thì chưa đến 8 triệu. Và phân khúc giá đó thì thật ra rất khó mà có hãng nào có giá đó được. À, tại vì thông thường nếu như Smart 4K mà chạy à, thông minh, điều khiển giọng nói hoặc là có thêm cái tràn viền nữa ấy, thì giá thông thường khó mà dưới được 9 triệu lắm. À, mà đặc biệt lại là model sản suất mới năm 2020 thì uh, model này thì đối với những người mà chưa dùng ấy thì hay hỏi em là xem cái chất lượng hình ảnh và âm thanh cũng như là cái tốc độ xử lý của nó thế nào. Thế còn những người dùng rồi thì có một số câu hỏi như là để kết nối với loa bluetooth thế nào này, kết nối với điện thoại ra sao uh, để mà mình chơi điện thoại trên game, uh, chơi game trên điện thoại mà vẫn xem được trên TV thì trong cái video này em sẽ đưa ra tất cả những cái phân tích và đưa ra tất cả những cái hướng dẫn cụ thể luôn ở trên từng thiết bị một à, thì đầu tiên nói về hình ảnh thì mọi người cũng có thể quan sát rằng là à, hình ảnh của model này tuy rằng là giá thành thấp nhưng rõ ràng chất lượng hình ảnh nó rất là sáng đầu tiên là sáng đã và thứ hai nó trong rõ ràng là trong mọi người nhìn thấy nó rất là trong và cái thứ ba nữa là rõ ràng những cái điểm mà cần sắc nét ở trên những cái à, khung hình chính ấy thì nó cũng rất là nét nó khác hoàn toàn với một số những dòng tivi giá rẻ khác nhìn hình ảnh thì màu thì rất là đậm nhưng thực ra thì nó lại không nét à, nhìn nó có cảm giác như nó hơi bị nhòe nhòe đúng không ạ nhưng mà đối với lại model này thì chúng ta rõ ràng thấy nó không có hiện tượng đó à, thế còn à, đối với các kết nối thì à, có rất nhiều những cái phải test thì đầu tiên em sẽ test thử cái kết nối giọng nói của nó đã nhé để xem khả năng nhận diện giọng nói của nó thế nào thì à, xin mời mọi người thử à, xem em kiểm tra nó xem thế nào nhé Thời tiết hôm nay thế nào? Tivi <laughs> 50 inch Casper. Giá bán tivi Casper. Video 4K. <laughs> như vậy là sau khi mà test cái phần giọng nói ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy một điều rằng là nó nhận diện cái giọng nói rất là chuẩn à, gần như mà thực ra là không sai một lỗi chính tả nó luôn à, mặc dù em nói thì nó cũng giọng của em thì nó cũng không phải là giọng chuẩn lắm nói đôi lúc thì nó cũng nhanh hoặc là có một số à, từ ngữ thì nó vẫn hơi bị rẻ đúng không ạ nhưng mà nó vẫn nhận diện được rất là tốt và đối với model này thì em xin nhắc lại đây là model sử dụng cái màn hình ips của lg nhé cho cái góc nhìn rất là rộng và riêng màn hình ips của lg thì nó có hai cái điểm rất là mạnh một là độ sáng hai nữa là cái tuổi thọ của màn hình ips của lg nó cũng rất là tốt thì uh, đấy là về cái test về âm thanh còn bây giờ chúng ta sẽ phần liên quan đến phần test về kết nối thì như mọi người biết rằng là nếu như đã sử dụng tv smart tv thông minh thì đừng bao giờ quên mất cái phần kết nối tv với các thiết bị khác trong đó có điện thoại bây giờ nếu như chúng ta muốn xem một bộ phim hay ở trên facebook nhưng mà nhìn trên màn hình của nó rất là bé À, đặc biệt là những cái phần review phim của các bạn ấy rất là hay. Nhưng mà trên màn hình nó rất là bé, Mà mình muốn đưa lên mình tivi này cho nó to ấy thì nó phải sử dụng đến cái này. Và rất nhiều hãng tivi thì cái phần kết nối này nó rất là lằng nhằng và nhiều khi là cảm thấy rằng là lần mò nó ra thì rất mất thời gian. Nhưng đối với cái uh, model của Capper này thì em khẳng định luôn là nó quá dễ sử dụng vì hai vấn đề sau. Một là nó việt hóa hết tất cả những cái phần cài đặt này rồi. Cái thứ hai nữa là cứ vào phần nào là nó lại có một cái phần hướng dẫn ngay cạnh đó luôn bằng tiếng Việt. Nó sẽ hướng dẫn mình là phải làm gì, phải làm gì, làm đến bước nào. À, nó cực kỳ rõ. Đây như mọi người thấy rằng là nó đã chia hẳn ra thành 3 phần nhá. Rất rõ ràng. Một là để kết nối với điện thoại Android. Hai là để kết nối với những điện thoại chạy iOS như của Apple. Ba nữa là để kết nối với Windows tức là với máy tính rất là rõ luôn và mọi người đang sử dụng điện thoại nào thì chúng ta kích vào phần đó thôi và cái mục này thì tất cả là nó nằm ở trong cái phần Passcard cho mọi người nhé à, phần Passcard như em đang lấy trên màn hình đây mọi người vào phần này nó sẽ có hết thì chúng ta dùng điện thoại nào thì chúng ta lựa chọn cái cọc đó và trong mỗi một cọc thì nó sẽ có các phần khác nhau một là để chuyển file à, để chúng ta xem những cái file trực tiếp Hai nữa chúng ta xem uh, YouTube uh, mà muốn phát từ điện thoại ở YouTube uh, lên trên màn hình. Thì cái đó thì không cần và phần này thì nó cũng đã có sẵn cái phần chôm cát ở trên thanh công cụ của YouTube rồi. Uh, cái thứ ba nữa là nếu như mọi người muốn phản chiếu cái hình ảnh ở trên điện thoại mình lên TV. Đó là phần scan đúng không ạ? Uh, hồi một cái nữa là cũng vẫn là phản chiếu điện thoại đó nhưng dùng bằng mã như thế này dùng cái mã quét như thế này à, thì chúng ta chỉ cần vào cài đặt điện thoại lấy cái phần smart view hoặc là cái phần miracast hoặc những cái phần mà chia sẻ hình ảnh đó vào đó xong đó là quét cái mã này và cái yêu cầu bắt buộc để sử dụng những cái phần chia sẻ này thì đó là phải sử dụng chung một mạng à, chung một mạng wifi hoặc chung một cái mạng 3g ví dụ như vậy thì mọi người mới kết nối được như này thì à, có rất nhiều những dòng tv cái phần kết nối này nó cũng khá là hạn chế Đặc biệt là với cái uh, kết nối với iOS tức là iPhone Nếu như các dòng TV mà không có cái phần uh, Apple Airplay 2 ấy, Thì nó rất khó để mà gần như là không thể nào kết nối được với iPhone uh, Trừ khi chúng ta phải đao một số những cái phần mềm ở bên ngoài về Nhưng mà tất nhiên những cái phần mềm đó nó cũng không thể nào mà đầy đủ tính năng Cũng như nó đảm bảo được cái chất lượng Bằng là những cái phần mềm mà cài sẵn trên TV. À, mà cài sẵn cái Apple Airplay 2. Thì uh, mô rẻ này nó đã cài sẵn cái đó rồi. Nên là khi mà chúng ta vào chúng ta sẽ thấy luôn. Và phần kết nối với iPhone này thì nó cực kỳ dễ. À, chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần kéo cái màn hình điện thoại của iPhone xuống. Và nó sẽ có luôn cái phần phản chiếu hình ảnh và kết nối thôi. Thì em cũng sẽ uh, review chi tiết luôn. Uh, sau đây thì em sẽ lấy luôn uh, một chiếc điện thoại iPhone này và một chiếc điện thoại Android để mà kết nối. Trong đó chiếc điện thoại iPhone thì nó dễ rồi, tại vì là bây giờ trừ cái điện thoại iPhone 4 đổ xuống thì may ra mới không có cái phần phản chiếu hình ảnh này thôi. Thế còn tất cả cái iPhone từ iPhone 5 trở lên thì đều có cái phần phản chiếu hình ảnh này nên rất là dễ. Đây em sẽ kết nối luôn, em sẽ dùng cái điện thoại của em em sẽ kết nối luôn cho mọi người thử xem cái tivi này nhá tất nhiên là chiếc điện thoại iphone này của em ấy là đã sử dụng chung wifi với chiếc tv này rồi à, rất đơn giản thôi kéo vuốt màn hình xuống đúng không ạ vuốt cái thành công cụ xuống sau đó là vào cái phần phản chiếu hình ảnh này đúng không ạ và nó sẽ dò ra luôn cái tv này luôn kích hoạt vào à, kết nối thôi đó sau đó là chúng ta sẽ thấy là trên tv này trên màn hình tivi nó sẽ chiếu lại đúng như cái gì mà chúng ta đang làm ở trên điện thoại màn hình điện thoại thế nào thì màn hình tivi như vậy à, đây là chế độ dọc thế còn khi mà mọi người mà muốn xem các phần mềm ví dụ như facebook hoặc là youtube chẳng hạn đó thì chúng ta có thể xoay ngang màn hình à, thì nó cũng tùy theo cái tỷ lệ của cái video mà nó cũng sẽ ra kín màn hình hoặc là gần hết màn hình tóm lại là nó sẽ cho màn hình to hơn như ví dụ đây em xem Youtube ở đây thì à, Thực ra là nếu như mà xem Youtube Thì cũng không nhất thiết là phải sử dụng à, cái phần này Vì à, cứ kích vào Youtube thì nó đã có sẵn cái chôm cát Cái hình dấu vuông ở góc cái video Thì à, mình chia sẻ đã kết nối được rồi à, Tuy nhiên là nếu như mà dùng Facebook cơ Facebook thì nó mới là cái phần à, Nó không có ít, ít có cái chôm cát có sẵn à, Đặc biệt là những cái review phim ấy Thì mọi người vào cái phần đó Vào Facebook sau đó là kích vào video rồi ấn cái tính năng chia sẻ sang cái tivi Tức là phát bằng tivi Thì nó sẽ xem được cái hình ảnh của những cái video review đó nó to hẳn trên màn hình Chúng ta có thể xoay hẳn màn hình ra hoặc là để chế độ full điện thoại ra Thì nó trên màn hình tivi nó cũng full Nó sẽ tiện hơn à, Đâm ra là đây cũng là một cái cực kỳ hữu ích khi mà sử dụng uh, cái chế độ um, uh, xe màn hình này tiếp đến là em sử dụng một cái điện thoại android à, chiếc điện thoại này thì là chiếc điện thoại cũ còn cái android mà em đang quay thì tất nhiên là nó là đời sau thì nó sẽ có sẵn vì chiếc điện thoại cũ này đơn ra là nó không có cái phần smart xe và những cái phần xe thì em phải tải thêm ứng dụng này mọi người để ý nhìn của em cái ứng dụng này nhé smart view tv ô xe này à, tải về như đây em đã tải sẵn rồi và chúng ta sẽ mở cái phần này lên à, vì đây là một cái phần mềm của một nhà phát triển đâm ra là họ sẽ có rất nhiều quảng cáo mọi người phải ấn nút phần bỏ qua ấn start này gần như phần mềm nào nó cũng có quảng cáo đấy. đó chúng ta cứ quảng cáo thì chúng ta tắt. đang ấn vào chữ đóng hoặc là chúng ta tắt đi. sau đó chúng ta mở phần cát lên này. ấn vào cái nút mở lên. thì sau khi mở hơi nhiều quảng cáo một chút mọi người thông cảm. À, tắt nó đi. chúng ta sẽ thấy là cái phần tivi này à, đó chúng ta sẽ kết nối với lại cái mã modem tivi này. khi kết nối xong ta ấn vào cho phép thôi. bắt đầu chia sẻ thì nó sẽ chia sẻ đúng như màn hình điện thoại thôi. Đó, thì màn hình điện thoại nó như thế nào thì màn hình tivi như thế. Cái này cũng rất là hay. Và em nói lại đây là cái chiếc điện thoại đời cũ nhé. À, nó là cấu hình rất là thấp. Nên là em phải tải thêm một cái phần mềm phụ trợ về nữa. Thì còn cơ bản các dòng điện thoại Android à, tầm đời nó bình bình trở lên ấy thì nó đều có sẵn hết những cái phần chia sẻ đó rồi Mọi người kéo kéo ở trên thanh công cụ xuống nó sẽ có chữ Smart Share hoặc là có chữ Miracast hoặc có chữ SmartCast gì đó nó có sẵn rồi đấy, thì mọi người chỉ việc vào đó thôi thế còn đây ví dụ như em kích hoạt đấy Facebook review phim chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mình kết nối rằng thì cái tỷ lệ video này thì nó là nó còn chưa full được hết màn hình nhé nhưng mà dù sao nó rất là to nó có những video mà tỷ lệ 16:9 tỷ lệ 169 thì nó sẽ full hơn vì thực ra trên Facebook này thì người ta đa phần là người ta để cái chế độ cái tỷ lệ là 11 đâm ra là nhìn thì nó không được rộng hết toàn bộ màn hình còn ví dụ trên YouTube thì người ta sử dụng cái tỷ lệ 169 là tỷ lệ chuẩn cho tất cả các dòng TV thì cũng đều dùng 169 cả nên là nó sẽ full hết màn hình tuy nhiên là xem như thế này thì chúng ta đã thấy nó cũng đã rất là rộng rồi và nó đỡ hại mắt hơn là nếu như chúng ta chỉ nhìn trên màn hình điện thoại bé tí thôi đó kết nối vào rất là đơn giản. Xem ở trên tivi cũng rất là rõ nét. Thì đây là một trong những cái tính năng mà rất là hay mà em thấy rằng là những người sử dụng tivi thông minh thì nên biết phần này. Thì đây là toàn bộ những cái phần review về một chiếc tivi 50 inch 4K của capper À model này thì em báo giá rồi, chưa đến 8 triệu và cũng rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video sắp tới của em.